Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món gà quay mọi người, gà quay gà nướng mọi người, với xúc xích nướng mọi người. Ăn kèm có dưa leo, dưa dăm mọi người. Nước chấm có mớ ớt xanh mọi người, canh dưa leo mọi người. Nước chấm có nước mắm mặn rồi, nước mắm mọi người, mắm ớt. Tráng miệng có bánh mọi người. Nước uống có trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên, với dụng mọi người, dụng nếp thang mọi người. Đây mọi người, gà quay mọi người, gà quay gà nước với cái xúc xích mọi người, xúc xích nước. Uống dưa leo, dưa dăm mọi người. Canh dưa leo mọi người. Cơm mọi người. Bánh mọi người. Ly trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên mọi người. Ly trà, ly dụ, dụ ly trà. Dụng nước thang mọi người, dụng nước thang. Muối ớt xanh mọi người. Chén không mọi người, chén không bằng xương. Nước mắm mọi người, nước mắm ớt. Quên lại bốn đỏ mọi người. Muỗng rồi, đồ uống rồi, mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi. Gà ướp dưa ăn mà công cán mà uống ngon, nó ngọt ngọt ngon luôn. Đầu gà, cổ gà mọi người. Sau cái đàn đang cái đầu mọi người. Dâu dăm mọi người.
Giờ này nhậu có chân gà không rồi? Chân gà nướng. Nước sa tế mà ăn cay cay nữa. Nó muối ớt nhưng mà ấm rồi. Đang cũng vừa nè, không ngọt quá mọi người, cái xúc xích nè, xúc xích to bự, đó, giống. Mấy món nướng này ướp vừa ăn đúng không? Nướng quay. Da da cũng được nè. Nhậu cũng được. Da gà bé bé mà cộng cái mà đang để dừa mà dừa uống mà để đường với đá mà thật ra nếu mà uống không cũng dừa mà do để đá lạnh lạnh cho nên để thêm xíu đường. Mấy món mặn mặn gì dễ nhậu mà. Dạ không được. Cái này giá sáng, giá tối là không ăn cơm luôn. Ăn đồ ăn không? Nhưng cơm, cảm giác sáng vẫn còn ngon mà. Đồ cái không thèm ăn lắm luôn à, cơm mình theo thói quen không à, cái ăn hồi giống như tiết chất bọt không à, gây cảm giác con bệnh à. Đi tập thành thói quen tới giờ ăn gà mưa. Nó phụng hoàng trụ lông giống như gà mà. Rồi làm mấy gà là tôi toàn lôi tôi cắt lông không à, cắt lông đuôi với lông cánh mà, chứ mấy nó bay mà, mấy cây bằng mặt đường mà bay phóng cái tới bay tới tiền bọt chấm mà, cắt cái nó bay nó không ấy mà, nó bay thấp thấp mà bay cao không được, bay nhảy từng từng nhảy theo mấy cái nhánh.
chơi đó mà chưa mà chưa cắt lông nó cái là nó hóng tới trên đọt cho nó. Bây giờ nhịn gà tuần nào nhịn cũng tiêu tiêu mà bà giết thành thói quen đúng rồi, cái sau này nó mọc da lông lắm rồi, nó cũng bay tầm thấp thấp vậy chứ không bay cao như đó. Cũng lấy cái mà nó phân hoàng đậu trên cây ngô đồng mà, còn mấy gà tôi đậu trên cây bạc ngô mà. Có cây không? Phân cấp rõ ràng mọi người, cây có mấy nhánh á, trên cao nhất là con gà mọi người, trống mà, giống như gà đầu đàn mọi người. Mình ngủ trên đó mình nói có mấy bữa mấy bà già mái chen vô thì mỗi thấy bà cũng chen vô thấy tôi đứng như nhìn quá giống như thấy ổng đang nhìn nó không bỏ luôn mà. Cùng mấy cái chấm nhỏ ngủ dưới tùy theo nè, có cái cây á phân cấp mười gió vậy cũng ngủ gì đó nè. Có cái có cái nhà mà như chuồng gà cho nó mà nên không ngủ mà trong đó chỉ có gà đẻ với mấy gà mà dẫn con mà chứ còn là biết ba là ba ăn cây hết ngủ hết mà không có nào mà ngủ không trồn hết. Giống như chỗ đó là dành cho trẻ sơ sinh như trẻ nhỏ không à, còn nào chập chững biết ba là ba ăn cây một đưa hết rồi à. Giống như kiểu mới biết chân mà mấy gà nhìn nó ảo mà giống như trên bay xuống mà bay thẳng xuống có mấy con gặp nhau mừng mà giống như kiểu mấy xíu mới hạ không mà
Nó ấy nhau rồi. Nhìn vô đây. Còn có mấy gà trong bụi tre chạy chạy ra mà. Để rồi nó có bụi tre. Chỗ đó mát không mà, chạy nhiều mát. Gà hay chim chỉ gì không biết không mà. Tới giờ ăn kêu cũng chạy ra. Ở trên nó xà xuống luôn rồi. Bây giờ nhiều khi thấy cảm giác hơi ảo ảo luôn rồi. Là mấy con đó bị cắt lông luôn rồi. Có bữa đó mới ngủ luôn về luôn rồi, buổi trưa vậy. Chưa tỉnh ngủ luôn rồi, kêu cắt quạo luôn rồi. Cắt ngay cánh đó. Cắt như cái gan giống như kiểu như cái cắt như cái tai mà chảy máu mà thấy sót mà. Đóng mấy gà giữ mà gà mái mà gà thò tay ổ để tránh bị mổ hoài mà nói lúc dặn con á là dặn là dí á dược vậy mà cũng khóa trọng hoàng mà mấy con gì còn nhỏ nhìn cưng mà mấy giờ con á nhìn thấy cục bông mà nó thiếu nhìn thấy cưng tới vô đây kiểu cũng còn nuôi mà nuôi thời gian ăn hết gà mà tới mình chơi không ai ăn cái chuồng gà là đối diện với nhà bếp mà đó anh có chồng hai ở trên này chơi với ổng còn ở dưới mà thì bả đâu bánh ở dưới mà đến bò mới đánh bèo mới soi bên nhiều khăn thấy dưới nghe tính người mà nhưng mà ít đi dưới ở trên này mà nghe đến người mấy lâu mới thấy cái bóng hai ba bóng gì biết có người giống như có khách tới mà bả nói chung là ông bả là giấc sáng rồi bả là có thể không gặp mặt mà ổng nhờ giấy khám mua đồ ăn cho ổng rồi cũng đi đầm tới chưa dù khi ổng về tới tối mới có về ở nhà nuôi gà nữa không con mình vậy mua
bán nhiều khi đi bán về nhiều khi tới tối mà đi bán xong rồi đi dạy mà nói chung thời gian ở nhà rất đó ông bà thời gian mình nhiều bà tới tối mới có về vì số là đổ bánh không mà chỉ có ngủ là ngủ với bà ở trên này dạng với ông mà chơi mấy nay kia mà sư cu lơ chơi cũng ổng chậm cu đèo rồi đó mới nghe cái chuyện mà gặp chuyện bà với đổ bánh chừng nào tới giờ đi ngủ mới ngủ với bà mà ông ngủ bên buồng ngựa mình giường mình kia còn cái chổng trước mà chổng tre dạ rồi chỗ đó ngủ trường mà tạm mát luôn chỗ đó gió thổi lùng vô mắt ngủ chưa đã ở trong có bồn nhân quét vô mà để ba bình xịt sau hơi ba cái gì nó vô đó nói chung nó vô đó đó dựng bằng mấy cái đồ mà để người ta dí cái bộ không à mấy bồ trâu bồ lúa người ta dí nó dựng bằng cái đó không à bên giữa rồi xong như sao dán hay giấy đều rõ hay gì không nhớ mà. Còn ngoài thì dính lá mọi người cái chỗ mà đi vô bụng mà giống như kiểu như nhà sao mà chỗ đó chỉ để đồ không à ngủ ngủ nhà trước giống như bước vô là cái bàn thờ đúng không? Sau là cái giác đúng không? Cái giác đó là bằng mấy cái đồ mà người ta dí bồ á trong hai bằng giác lá mà giác lá là ở ngoài còn trước đó là cái sân nước mà sau cái lõi thành cái sân nước cái bên nhà bếp mà có luôn á gấu mút bằng cái góc giường mà giường đó không khó chỉ nghe mà cái sao thì bay vô nhà ta mà cho làm một khối chạy thẳng lên mà mình cái sân nước lên trước thì sao giờ ra sao mà. Hay là cái sân nước trước cửa nhà sao nó giờ bình thông nhà biết bác sư cô la mà có chán vậy nha nghe sỉnh hơn bữa nào mà giống như cái mình mệt mà nó sỉnh nhiều hơn bác sư cô la ngoài dọn dọn cho mình mềm đắng đắng rồi ngon rồi đúng là bánh chè mà là bánh nabi chi luôn rồi nabati mà bánh này ngon rồi ăn cũng nhiều lần rồi. Ăn thơm thơm
stop này. Ngon à, nhỏ này ngon. Ăn thơm, ngoài dùng được rồi. Ở trong nó có có phô mai hay là gì mà nói chung ăn thơm thơm này. Rồi là ăn không? Mà thêm là giữa mã mà hay giữa mã hay bây giờ chắc là thơm hết mã mà người mua nè hay mã vô mộ mà người bánh này ấy mà bánh cúng luôn à trước cúng sau ăn luôn à cộng gái mà giờ mấy mã mà lắc gạch hay dở nó dễ mà chàm dở cũng dễ có mấy mã kêu đó mà giờ phải quét vô nằm nào cũng phải chà dở quét vô là mà tập cái đó một mã mấy mã mới giờ có lắc gạch này kia dở cũng nhẹ mà đỡ lấy cước mà chà nó sạch lấy nước sạch cũng mấy hồi mà mau chứ mấy mã hồi đó thôi để mua vô về cái quét sơn khớp này kia đủ màu hết nè thấy nó kìa nó hơi ấy thôi lê quay cái gần tết nè gần tới tháng táo nè này không biết mấy 8, 9, 11, 12 hai ba bữa nó tới đường táo nè lê quay tới tết rồi à, cầm ngon rồi gà quay ngon rồi gà quay gà nướng ngon rồi xúc xích ngon rồi dưa leo dưa dăm ăn thơm ngon rồi cái canh dưa leo thì ngon rồi bánh ngon rồi bánh xì cô la này ăn cũng được rồi sô cô la còn bánh này ăn ngon rồi bánh nabati gì đó nabati uống trà thơm rồi còn dùng nếp thang nếp hai giường rồi hôm qua thì để ấy thì nó hơi ngọt rồi này là đúng rồi uống ngon luôn rồi ai nữa muốn ấy để xíu được thì do để đá còn nếu mà ai không uống đá rồi đại về uống là vừa mọi người còn do để đá làm lạnh á nên để đá vô cái nó lạc bớt á cho nên để thêm xíu đường là uống vừa nhiều quá ngọt thì uống hơi ngán nào uống vừa mà đúng chuẩn giống như kiểu có tỷ lệ mà công thức lắm rồi rồi cơm ngon mọi người chào tạm biệt mọi người nha chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng cho công đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều bye mọi người.